em xin chào các bác nhá. Đây là một siêu phẩm VF8 lắp 2 cặp bi. Thì đối với lại dòng VF8 này chúng ta có hai giải pháp. Một là chúng ta có thể lắp hai cặp có kích thước là 1,8 inch hoặc là chúng ta lắp hai cặp 3 inch. Và đây là giải pháp lắp hai cặp 3 inch. Một cặp V30 Ultra có công suất cốt là 75W, công suất pha là 85W. Một cặp Titan Platinum Laser đây là khủng nhất, công suất cốt là 80W, công suất pha là 90W các bác ạ. Ngoài ra chủ xe yêu cầu là làm sao chiếc xe phải trở lên có hồn. Bên em đã lắp thêm hai cặp led mí kết hợp với lại vòng mắt quỷ ở bên trong đổi màu, giúp cho chiếc xe trở lên có hồn hơn các bác ạ. Cực kỳ là đẹp, cực kỳ là ấn tượng khi mà chúng ta nhìn từ xa, hai bên mắt rất là đều và đẹp. Các bác có thể thấy bên tay phải em đây và sang bên tay trái đấy, vòng BMW kết hợp với lại nét đổi màu bên trong, các bác thấy có hồn chưa? Rất là đẹp, rất là đẹp. Đấy là phần ngoại hình nhìn rất là thẩm mỹ. Bây giờ các bác cùng xem cái ánh sáng thực tế em chiếu trên bảng như thế nào các bác nhá. Và đây là chùm ánh sáng của hai cặp V30 Ultra và Titan Platinum Laser. Đây có thể nói là hai cặp đôi hoàn hảo các bác ạ. Một bi đó là siêu cốt, một bi là siêu laser. Đấy, hai cặp này chiếu thì chúng ta yên tâm là với tốc độ trên 120 km/h ở trên cao tốc mà chúng ta đi một làn đường thì chúng ta có thể đi tốc độ là yên tâm các bác nha, yên tâm đủ để chúng ta quan sát đi được. Ngoài ra các bác thấy này, đấy, nó chỉ đến đây thôi thì các bác cũng yên tâm là sẽ không gây chói mắt cho người đi đối diện đâu. Còn đâu ở chế độ pha thì chắc chắn một điều rằng rất là chói mắt. Đã pha cho anh nhỉ, đây là chế độ pha, pha rất là kinh khủng, pha laser Platinum là pha laser, còn đâu V30 là pha led các bác nhá, để cốt. Đấy, khi thiết kế bộ này, lắp đặt bộ này, bên em đảm bảo là thẩm mỹ. Đấy, sử dụng bát zin và cắm rắc nên các bác hoàn toàn yên tâm. Đấy. Đấy, các bác quan tâm đến giải pháp tăng sáng cho tất cả các dòng xe, bình luận bên dưới, team Auto 365 Minh Đình sẽ tư vấn đưa ra các giải pháp để giúp các bác nâng cấp đèn hiệu quả, an toàn và đảm bảo văn minh các bác nhé. Em Đăng Phương đến từ Auto 365 Minh Đình, em xin kính chào các bác.